thực hư việc con gái Thủy Tiên bị cô lập ở trường, thái độ nữ ca sĩ gây chú ý. Quảng ngọ hôn nhân của cặp đôi Thủy Tiên công vinh là bé bánh gạo. Ngốc tì tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh, năm nay bé 11 tuổi, học lớp 5. Vợ chồng công vinh và Thủy Tiên luôn bảo vệ con bằng cách giấu dung mạo của ái nữ. Thông tin hiếm hoi mà dân tình biết là con cưng của cặp đôi được hưởng môi trường giáo dục tốt, điều kiện vật chất cũng rất đầy đủ. Ái nữ 11 tuổi hiện đã cao bằng mẹ, sở hữu nước da trắng hồng của mẹ. Mới đây, thủy tiên đăng ảnh con kèm chia sẻ hai bữa trước các bạn trong trường nó nghỉ hè xin qua nhà chơi em đưa các bé đi măng chơi một người hâm mộ của cặp đôi đã bức xúc thay cho bé bánh gạo liền bình luận dưới bài đăng vậy mà mấy nay nó đi đồng bé gạo ở trường bị cô lập không ai chơi trong khi con bé vui vẻ hạnh phúc với bạn bè thế kia làm tụi kia nó bình luận chữa bé qua trời ác khẩu ghê con nít mà tụi nó cũng không tha Kèm theo bình luận, người này đăng tải ảnh chụp màn hình một bài viết cho rằng bé bánh gạo bị bạn bè cô Lập Thủy Tiên chi 700 triệu cho con gái học trường quốc tế. Nào ngờ bánh gạo vẫn bị bạn bè cô Lập, còn trực tiếp hỏi mẹ bạn là người xấu hay tốt. Câu trả lời của ái nữ khiến vợ chồng công viên sốc. Bánh gạo vẫn được bố mẹ giấu dung mạo để giữ sự riêng tư. Sau khi đọc bình luận về tin đồn về con gái, Thủy Tiên nhanh chóng có động thái phản hồi. Nữ ca sĩ thả một ai cần có chữ mưu Phật thực tế câu chuyện bé bánh gạo từng bị bạn bè lập grip chát nói xấu từng xảy ra nhưng cô bé đã vượt qua và bảo vệ bản thân lẫn bố mẹ mình hiện bánh gạo đang theo học tại một ngôi trường quốc tế ở thành phố hồ chí minh